Kính chào các bậc phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp. Chúng ta học bài 2, trang số 3 của quyển sách Bé học vần dành cho học sinh mẫu giáo lớn và các bé chuẩn bị bước vào lớp 1. Bài 2. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ học âm E, âm E và âm B, âm B. Chúng ta cùng nhau đọc nhé. Âm E, âm E, âm E, âm bờ, âm bờ, âm bờ. Đây là hình ảnh của người mẹ bế một em bé. Như vậy đây là âm E, âm E. Dưới âm E có dấu nặng. Chúng ta cùng nhau đánh vần nhé. M em e nặng mẹ. M em e nặng mẹ. M em e nặng mẹ. Bên đây có hình một em bé. Như vậy, bên đây có âm bờ. Âm E và dấu sắc. Chúng ta cùng đánh vần. Bờ e bé sắc bé. Bờ e be sắc bé. Bờ e be sắc bé. Cô và các con cùng đọc lại nhé. M em me nặng mẹ. M em me nặng mẹ. Bờ e be sắc bé. Bờ e be sắc bé. Ở đây mình có thể thêm từ m nhé. Các con cùng cô đọc lại các dấu và thanh nha. Ở đây không có dấu, đây là thanh ngang hoặc là thanh không. Dấu này là dấu huyền. Dấu huyền. Dấu sắc. Dấu sắc. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu nặng. Dấu nặng. Mình cùng đánh vần nha các con. Bờ e pe. Bờ e pe. Bờ e pe huyền bè. Bờ e pe huyền bè. Bờ e pe sắc bé. Bờ e be sắc bé. Bờ e be hỏi bẻ. Bờ e be hỏi bẻ. Bờ
e be ngã bẻ. Bờ e be ngã bẻ. Bờ e be nặng bẻ. Bờ e be nặng bẻ. Mình cùng đọc lại một lần nữa nhanh nha. Bờ e be. Bờ e be huyền bè. Bờ e be sắc bé. Bờ e be hội bẻ. Bờ e be ngã bẻ. Bờ e be nặng bẻ. Bây giờ cô cùng các con tập tô âm e và âm bờ nhé. Đây là âm e. Các con nhìn kỹ âm e màu hồng này nha, cô sẽ hướng dẫn. Các con nhìn vào đây, chúng ta thấy dấu mũi tên nè. Mũi tên chúng ta để cây viết ở đây, và dấu mũi tên hướng thẳng lên, chúng ta kéo thẳng lên. Tới đây chúng ta thấy mũi tên quay trở xuống, thì chúng ta kéo cây viết trở xuống. Đến đây chúng ta thấy dấu mũi tên lại đá lên, chúng ta đá lên. Bây giờ cô viết mẫu nha. Cô sẽ viết từ từ cho các con nhìn nha. Các con viết theo cái đường chấm chấm này. Tiếp tục, cô sẽ viết thêm nữa nè. Các con nhìn kỹ nha. Tương tự như vậy, các con viết hết cho cô các từ còn lại nha. Bây giờ cô sẽ chuyển sang tập tô chữ bờ. Các con nhìn vào đây. Chúng ta đặt cây viết ở đây, dấu mũi tên. Các con nhìn theo dấu mũi tên, chúng ta kéo cây viết lên. Tới đây, các con thấy dấu mũi tên kéo xuống, chúng ta kéo xuống. Và nói tiếp tục. Đến đây, các con thấy dấu mũi tên cuốn lại, chúng ta cuốn lại và kéo ra đến hết. Các con nhìn cô viết nha. Bây giờ cô sẽ viết sang cái chữ thứ hai. Các con cứ từ từ chậm rãi mà viết nha. Chúng ta đừng có vội. Cô sẽ chuyển sang chữ thứ ba. Tương tự như vậy, các con viết hết cái chữ còn lại nha. Ở đây cũng vậy, chúng ta tô hết chữ E còn lại. Ở dưới đây, mình cũng tô chữ bờ. Và mình
Lập tô hết các chữ còn lại nha các con. Như vậy, bài số 2 chúng ta học phát âm E và phát âm B ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các con vào lần sau nha. Các con nhớ nhấn cái nút đăng ký bên góc tay phải để nhận những cái bài học của cô mới nhất. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào bài lần sau.